Chào mọi người. Thì trong cái đợt dịch này chúng ta nghỉ dài hơn dự kiến, nên là thầy đã có kế hoạch soạn một số bài khoa học chúng ta có thể tự học ở nhà. Tuy nhiên thì nó lại là định dạng video, không theo hình thức dạy online. Đấy, thì nó cũng có một số cái điểm mạnh, điểm chưa mạnh của nó. Đấy, tuy nhiên thì thầy nghĩ rằng cái hiệu quả học tập mà chúng ta biết sử dụng những cái video của thầy này cũng có thể sử dụng để chúng ta ôn tập, chúng ta học ở nhà cũng khá là hiệu quả. Đấy, thì kỳ 1 vừa rồi cũng như là đầu kỳ 2, chúng ta đã học được một số các chuyên đề, các mảng kiến thức về khoa học. Đấy, thì theo kế hoạch thì chúng ta sẽ có hầu hết chúng ta sẽ hầu hết thời gian của kỳ 2 chúng ta sẽ dành để chúng ta ôn tập và làm một số cái đề cũng như là các phiếu bài để chúng ta có thể có được cái kiến thức nó đọng lại trong đầu ra một cách bền vững nhất. Đấy, chứ không thể nào mà cứ học học mãi thế, không ôn tập, không làm bài tập, không làm đề thì ta sẽ không nhớ được. Và khi làm đề, ôn tập, cũng như ôn tập thì chúng ta sẽ nhất nhớ được những kiến thức mình đã học. Thứ hai thì có thể kết nối được thông tin, liên hệ được, những cái nhìn được những thứ mà trước đây mình chưa nhìn thấy. Đấy, thì trong kỳ 2 này chúng ta sẽ có kế hoạch như vậy. Đấy, kiến thức mới thì chắc là cũng còn một hai bài nữa thôi, còn đa số chúng ta sẽ ôn tập và làm bài tập cũng như các đề thử sức với một số cái kỳ thi khoa học quốc tế. Đấy, thì tuy nhiên thì do cái đợt dịch này thì chúng ta sẽ mấy bài đầu này chúng ta thầy sẽ giảng qua cái video như thế này, chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn của thầy nhé. Thì cái môn khoa học này nó sẽ khác với lại môn toán một chút, không quá nặng nề nhé. Thì môn khoa học này chúng ta sẽ gần như nói chuyện với thầy thôi. Môn toán thì các bạn tập trung cao độ, phải suy nghĩ nhiều. Nhưng tuy nhiên thì khoa học thì vẫn phải tập trung, vừa học vừa làm việc riêng được. Tuy nhiên thì nó cũng nhẹ nhàng hơn theo cái trên cái phương diện đó là mình có thể nói chuyện như kiểu nghe thầy kể chuyện vậy thôi nhé. Nghe thầy kể chuyện và thầy sẽ chỗ nào cần chú ý, cần lưu ý thì thầy sẽ lưu ý và sẽ nhớ được, và sẽ gợi nhớ cho chúng ta được những kiến thức mình ta đã học. Đấy. Còn một số bạn mà có thể đây là lần đầu xem video của thầy, có thể gặp các bạn sẽ ghi chép nhé. Đấy, thì bài 28 này chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn về sinh vật sống và những vấn đề liên quan nhé. Sinh vật sống thì thầy sẽ dành hai bài để có thể review lại. Bài này là bài thứ nhất, mình sẽ đi từ những cái cơ bản thôi, rất là cái cơ bản, nó mở rộng dần ra. Đã. Mục đích cuối cùng của thầy đó là cho ta nhìn được bức tranh toàn cảnh về sinh vật sống, sự phân loại cũng như là cái các mối quan hệ của sinh vật sống trong thế giới tự nhiên nhé. Thì đầu tiên đây, mục tiêu đây và kỹ năng đây là ôn tập và hệ thống lại những kiến thức về những đặc trưng và thiết yếu của sinh vật sống. Tiếp đến đó là ôn tập hệ thống lại sự phân chia năm giới trong thế giới sinh vật sống nhé.
thì có thể nghe còn lạ lạ đúng không? Vì nghỉ nhiều quên rồi, mà cũng học lâu rồi, học từ ngày đầu tiên. Không sao, thầy sẽ gợi nhớ lại, chắc chắn sẽ nhớ nhé. Thì hướng dẫn học bài này, xem video để thầy phân tích từ vựng này, nội dung bài học, okay. Giải các câu hỏi ví dụ nhé. Chuẩn bị lấy giấy bút ghi chép một chút cho không khí học nó giống 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 như học. Đấy, tự tua lại phần nào mà thầy giảng mình chưa thực sự hiểu nhé. Video mình có thể tua lại, xem xong video này chủ động in phiếu và làm đầy đủ các bài trong phiếu nhé. Phiếu thầy đã soạn cho mọi người, thầy sẽ gửi rồi nhờ bố mẹ in cho chúng ta nhé, rồi kèm theo đáp án nữa thì chúng ta nhớ kiểm tra đáp án thầy gửi sau khi đã hoàn thành phiếu nhé. Đấy, hướng dẫn học bài của chúng ta như thế. Thì nghĩ là nếu mà chúng ta cứ làm theo lời thầy hướng dẫn như trên ấy, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được một cách tối đa những cái thầy muốn truyền đạt nhé. À, có cái câu chuyện cười. Thường thường thì các bạn khoa học thì thắc mắc là tại sao câu chuyện cười. Thôi thì nay thầy cho thêm câu chuyện cười vào nhé. Chúc Tết ông này. Hai người bạn nói chuyện với nhau. Bạn A nói hôm Tết tôi đến nhà nàng chúc Tết. Nàng ấy tức là bạn gái đấy. Chúc ông nàng một câu mà ông cầm chổi đuổi tôi về. B hỏi cậu chúc sao? A nói là tôi chúc con chúc ông sống lâu 100 tuổi. B mới phản ứng ôi chúc như thế được quá rồi còn gì, ai mà chúc chả chúc thế. A mới nói thì biết là thế nhưng năm nay ông nàng 99 rồi. Thì không biết mọi người có hiểu không mà, thôi chuyện cười nhé. Thì giờ cái vấn đề thứ nhất thầy muốn nói là gì nhỉ? Sinh vật sống và đồ vật ấy khác nhau rất là nhiều thứ, người nói cái này người nói cái kia đúng không? Tuy nhiên thì các nhà khoa học chỉ ra 7 cái đặc trưng, mà nhìn với 7 đặc trưng đó mình có thể phân biệt đâu là sinh vật sống, đâu là sinh vật không sống. Thầy xin lỗi, đâu là sinh vật sống và đồ vật. Non living thing ấy, đôi khi mình không cần phải dịch là sinh vật không sống, dịch là đồ vật đi nhé. Không sống không gọi là sinh vật. Thứ bảy cái đặc trưng này và thầy muốn nhấn mạnh là không phải là cứ một sinh vật sống phải có đầy đủ 7 đặc trưng này, nó phải có hầu hết thôi nhé, không cần phải có hết. Đấy, 7 đặc trưng là gì? Mọi người còn nhớ không? Thầy sẽ nhắc lại. Thứ nhất đi vào từ vựng nhé. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cách đọc từ vựng. Thì tiện thể mình có từ ở đây mình đọc cũng đọc mắt cũng được, đọc thuộc cũng được. Thôi thầy hướng dẫn cái cách đọc đi, cái phát âm đi. Sau này mà không may mình nghe ở đâu đó thì mình hiểu. Nhất là growth, phát triển. Đây là danh từ, động từ của nó là grow, bỏ chữ th đi. Tiếp theo reproduction là sự sinh sản. Tất cả những cái này đều cho sự cho thầy nhé, sự sinh sản thì là sự phát triển. Còn động từ của nó là reproduce. Tiếp theo là movement là sự di chuyển. Động từ của nó là gì? Move. Tiếp đến là nutrition, dinh dưỡng. Còn động từ của nó thì nó không có động từ của cái từ này, nó chỉ có cái động từ ăn và động từ thải. Ăn là eat đúng không? Còn thải là excrete. Nếu mà bạn nhớ được, không nhớ được cũng không sao.
tiếp response, sự phản ứng. Động từ của nó là respond, thay se thành chữ d. Tiếp theo respiration, hô hấp, sự hô hấp nhé. Và cuối cùng đó là cell, tế bào. Đấy, toàn bộ những từ vựng của chúng ta, từ vựng then chốt quan trọng bậc nhất nhé. Bây giờ này, sinh vật sống có những đặc trưng đúng không? Thứ nhất là living things grow này, và sinh vật sống phát triển. Đấy, phát triển đây đúng không? Giờ thầy để trên lớp trước thầy đã nói rồi, để một con gà con trong cái lồng đầy đủ ăn nước uống đúng không? Hai tháng sau thầy quay lại thành con gà to rồi, chống gà mái rồi. Khác rồi, phát triển thì nó thay đổi hình dạng. Thầy như mình đứng thấy để cục đá, viên tảng đá vào trong cái lồng đầy đủ thức ăn nước uống thì vào hai tháng sau thì quay lại nó vẫn thế thôi, không có gì cả, tức là nó không phát triển. Tiếp này, living things reproduce, sinh vật sống sinh sản. Này cũng là một cái đặc trưng rất là đặc trưng rất là đặc trưng của sinh vật sống, sinh sản. Đó, ví dụ như cho để con gà trống, con gà mái trong cái lồng đầy được thức ăn thức uống đúng không, hai năm sau thì quay lại thì thành đàn gà. Giả sử thầy lại để hai viên, hai tảng đá cạnh nhau đúng không, hai tháng sau quay lại không có cái gì xảy ra cả đâu, không sinh sản, nó còn mất đi một viên vì con gà ăn mất. Tiếp này, living things move, sinh vật sống chuyển động. Đấy, chuyển động, con gà chạy nhảy chỗ kia đúng không, bỏ mở cửa chuồng, mở cửa lồng lên một cái gà chạy mất, viên đá thì vẫn nằm y nằm đấy đúng không. Bốn này, living things eat and excrete. Đấy, và nó ăn đi vệ sinh thế thôi, nó trao đổi chất môi trường để lấy cái năng lượng từ môi trường vào nhé. Và con bò trên đây, bò ăn cỏ thì nó đi vệ sinh nhé, ăn vào đường này đi vệ sinh ở đường này đấy, để trao đổi. Viên đá nó sẽ không cần ăn, không cần, nó không cần đi vệ sinh đúng không? Nhưng mà con gà thì cũng thế. Tiếp theo đó là living things respond to the environment, đó là sinh vật sống phản ứng lại môi trường. Phản ứng này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ có những cái phản ứng cơ thể, phản ứng của những cái hành động, nó đáp trả lại sự thay đổi của môi trường. Như gặp nguy hiểm chẳng hạn, hay là thời tiết thay đổi chẳng hạn nhé. Đấy, phản ứng theo vị kiểu. Ví dụ như trời nóng quá mình toát mồ hôi, đấy là một cái loại phản ứng. Hay như trong đề trời lạnh quá thì ông này run bần bật ấy. Run này là do lạnh nhé, không phải ông nhìn con rùa đâu nhá. Do lạnh đúng không? Thấy cũng phản ứng con rùa này ban đầu ở đây đúng không? Tức là ai đấy thì nó rụt cái cổ chân nó vào. Đấy, phản ứng nhé. Tiếp là living things exchange gases with the environment, đó là gì nhỉ, trao đổi khí với môi trường, gọi respiration nhé. Tất cả sinh vật sống đã là sinh vật sống là phải có cái này.
Hít vào, thở ra. Đấy. Tùy. Đúng không? Và 7. Living things are made from cells. Đó là sinh vật sống đều cấu tạo nên từ những cái hạt rất là nhỏ, những cái thứ rất là nhỏ. Chúng ta gọi là tế bào. Những cái một sợi tóc cũng ra được cấu tạo từ hàng triệu triệu tế bào nhỏ xíu. Da cũng thế, mỗi loại bộ phận là một loại tế bào riêng. Toàn bộ sinh vật sống đều, tức là cắt cái sinh vật sống ra đủ nhỏ thì đều chúng ta đều nhìn thấy những cái nhỏ nhỏ li ti đấy, gọi là tế bào nhé, cells. Đấy, nhớ chưa? Bảy nhá. Growth, reproduction, movement, nutrition, response, respiration, made from cells này. Đấy, bảy đặc trưng nhớ cho thầy. Giờ chúng ta có cái kiểm tra một chút nhé. What characteristic is this? Đó là gì nhỉ? Đặc trưng này là gì? Đây, con thỏ. Nó đang chuyển động đúng không? Đây là movement. Ok. Chúng ta là gì đây? Movement nhé. Tiếp nào. Đây là đặc trưng gì? Đấy. Mọi người để kỹ nhé. Đây, cây hoa bị bẻ cong đấy. Tức là nếu mà không ánh sáng mà ở khắp nơi hoặc là ở trên này này thì cây hoa sẽ mọc thẳng, tuy nhiên thì ánh sáng nó bị lệch một phía đúng không? Thì đây chúng ta gọi là một cái phản ứng của cây hoa rồi. Cái môi trường thì cái sự không đồng đều về cái mật độ ánh sáng cái môi trường đúng không? Là sự phản ứng tương tự như thế đây. Nếu mà không có nước ở đây này thì nó cũng chảy thẳng đúng không? Tuy nhiên nếu có nước ở chỗ này thì rễ của nó không đi thẳng nữa, nó sẽ mọc hướng về phần nước đấy nhé. Gọi là cái phản ứng. Không may cái chậu hoa này bạn đổ ngang ra thì rễ nó không mọc thẳng, nó sẽ cong xuống đất nhé. Đấy, đấy, cái này chúng ta gọi là response. Đặc trưng của nó gọi là response. Tiếp nào, đây. Đặc trưng nào đây? Con lợn năm đống nấu phân. Con bò nhai cỏ. Nhìn con lợn ngao ngán. Thì đây chắc chắn là trao đổi chất môi trường đúng không? Đó là gì? Trao đổi chất môi trường là gì nhỉ? Như gì? Nutrition đúng không? Tiếp theo đó là gì nhỉ? Đấy. Mồ hôi này, nóng quá đúng không? Thời tiết nóng, đứng bên cạnh, ngay bên cạnh rồi một ông này đang rất là lạnh đúng không? Hoặc là ông này đang bị sốt, hoặc là ông này đang bị cảm lạnh đúng không? Nói đùa thế thôi, hai cái điều kiện môi trường nó khác nhau, nóng quá, lạnh quá, mà đều do cái sự phản ứng cơ thể với môi trường đúng không nhỉ? Cái này chúng ta gọi là phản ứng đúng không? Phản ứng không? Response. Chưa? Tiếp nào, đấy, nhìn này. Con cá này, hít cái gì vào đây? Oxy vào này đúng không? Đây ký hiệu của oxy nhá. Nó thải ra cái gì? CO2 đúng không? Đấy. Cây cũng thế, lấy trong quá trình đen quá trình quang hợp, sau này chúng ta sẽ học sẽ lấy cái khí carbon dioxide vào nhé, thải ra oxygen này. Chưa?
cộng thêm đường glucose, cái chất gây ra tạo ra cái điều đấy chlorophyll này, chất diệp lục nhé. Thì mình chỉ chú ý đến những cái hiện tượng carbon dioxide nó chạy vào, oxygen nó chạy ra. Đây là quá trình trao đổi khí, được gọi là respiration đúng không? Đấy, respiration. À, rồi exercise này, choose the correct words đúng không? Đây thì hơi nhiều từ mới đúng không? Thầy nói luôn nhá, cũng học luôn, không cần làm, không chưa hiểu. Khó là đúng không? Hive này là cái tổ ong, web thì là cái mạng nhện, burrow thì là cái cái gọi là cái hang thỏ đấy, hang thỏ nhé. Còn cái ant hill này, cái tổ kiến, được chưa? Vậy mình sẽ điền cái gì vào đây? Mình sẽ điền cái ant hill đúng không? Chưa, ant hill. Cái này là cái hai, được chưa? Đấy. Đây là cái gì đây? Mạng nhện à? Mạng nhện là cái gì? Web đúng không? Cái này là cái barrel. Barrel. Đấy. Cái qua cái bài này chúng ta chỉ học được thêm một vài từ mới thôi, được chưa? Until này, hive này, web và cái barrel này, được chưa? Tiếp đến là how do they breathe, cái cách mà chúng ta thở, cách một số động vật thở đúng không? Đấy, gills này là cái mang. Còn nói đến mang thì đa số chỉ là cá thôi đúng không? Rồi nó sẽ nối nhá, nó sẽ nối cùng thật. Con ếch thở bằng cái gì? Nó thở bằng phổi. Nó có thể thở bằng da được nữa. Nếu mà trong đây chúng ta có da nữa thì mình lại hỏi không cho da thì thôi, nối phổi đi. Chim thì cũng phổi luôn đúng không? Chim cũng phổi luôn. Cá mang rồi đúng nhỉ? Cá là mang. Lợn thì sao? Lợn thở bằng cái gì? Mang à? Thở bằng da. Nó thở bằng phổi nhé. Lợn thở bằng phổi. Gần này con gì? Kỳ nhông, tắc kè. Nó thở bằng gì? Nó thở bằng phổi. Đấy, ta sẽ bài học rất là đơn giản thôi, không phải quá nặng nề nhé. Vừa học vừa nhớ lại, vừa học thêm một số kiến thức nếu mà mình chưa có. Đấy, khoa học nó chỉ thế thôi. Khoa học là chúng ta đọc, khoa học là chúng ta đọc, ta tìm hiểu. Đấy, có thầy hướng dẫn đây thì để chúng ta rút ngắn cái thời gian tìm hiểu thêm. Ví dụ như thầy thì đọc khá nhiều sách, thì thông qua những quyển sách thầy đọc đấy thì mình sẽ đúc kết lại thành những cái bài giảng chúng ta đọc, nó cô đọng hơn, nó xúc tích hơn nhé. Ví dụ ngày xưa thầy học những kiến thức thì
thì ví dụ thầy đọc 10 cuốn sách đúng không? Thì giờ chúng ta chỉ cần học bằng 1 phần 10 cái thời gian đó thôi. Thì 10 cuốn sách đấy thầy đã đúc kết thành những cái bài giảng đúng không? Chúng ta phải học tiếp đến. How do they reproduce? Chúng sinh sản bằng cách nào? Chúng ta có cụm từ give birth ở đây là đẻ con nhé. Tiếp theo ngược với lại đẻ con là lay eggs để đẻ trứng. Mình sẽ xác định xem phần nào đẻ con, phần nào đẻ trứng. Chưa? Thứ nhất, con ếch đẻ con hay đẻ trứng nhỉ? Đấy. Theo mọi người nghĩ con ếch đẻ con hay đẻ trứng? Đẻ con nhỉ? Hay đẻ trứng? Rồi, chọn đẻ trứng nhé. Ếch đẻ trứng. Được chưa? Cái này chỉ minh họa thôi nhé, chứ không phải ếch đẻ ra gà đâu nhé. Tiếp đó là con chim này cũng đẻ trứng đúng không? Cá thì sao? Cá cũng đẻ trứng đúng không nhỉ? Ồ, nhiều con đẻ trứng. Con lợn thì sao? Bây giờ mình ăn trứng lợn chưa? Trứng lợn. Thôi, đẻ con nhá. Con này. Này. Nó đẻ trứng nhá. Một sát thì đa số nó đẻ trứng. Nó đẻ trứng đa số. Rồi, đấy, vậy là chúng ta vừa học vừa nhớ lại kiến thức, vừa nhớ thêm biết thêm kiến thức nhé. Đấy. Ồ, lại một cái bài. Nối cái gì nhỉ? Cái nơi nơi ở đúng không? Giờ thử nối nhanh nhé. Am siêu chắc chắn là am rồi. Đó. Thì nhanh thôi. Han đâu? Đây. Hai thì là cái gì nhỉ? Hai thì là con ong. Ong đâu? Đây. Tiếp. Web. Con nhện. Đây. Spider. Barrow. Thỏ. Kennel. Kennel này là chuồng cho con chó hoặc con mèo. Người ta biết đến là con chó nhiều hơn. Nhá, một mèo nó vẫn vào được. Vẫn nuôi mèo được. Con chó nào? Chó đây. Den này là cái con cái chuồng mà cho một số cái con mà nó hoang dã ấy. Nếu cái con chó mèo thì là chúng ta nuôi đúng không? Chúng ta làm cho nó. Còn con này nó cũng cần một cái tương tự, nhưng tuy nhiên không ai làm cho nó cả, không ai dám tiến lại gần để làm cho nó cả, đúng không? Là lại gần cho nó lại tha mình vào trong đây luôn. Tiếp này là cái nest, cái chim, cái bird đây rồi, đúng không? Cave này đúng không? Cái hang ấy, hang dùng cho rơi thôi nhé, hang rơi đấy. Đấy là đã học được rất là nhiều từ vựng để mô tả nơi cư trú của một số cái loài động vật chưa. Rồi giờ sang cái phần thứ hai này, đó là gì? Đó là năm cái thiết yếu sinh vật sống cần nhé, là gì để sống được và thực hiện được bảy cái đặc trưng ở trên ấy, thì sinh vật sống cần năm cái điều thiết yếu sau. Nào, chúng ta có từ vựng. Thứ nhất, shelter,
chỗ ở, nơi ở. Hai là gases, là khí. Khí đây nói chung có thể là khí oxy, khí carbonic nhé, tùy từng loài sử dụng cái đấy nhau. Space, không gian. Không gian này không gian nói chung thôi, là cái khoảng không xung quanh mình ấy, không không nhất thiết nó phải là nói đến không gian trên ngoài vũ trụ, được chưa? Không gian bên ngoài, ví dụ như chim cần phải có không gian để nó bay thôi. Cá nó cần phải có không gian sống thôi, tức oxygen, khí oxy. Tiếp tục là carbon dioxide, là khí carbonic, được chưa? Rồi năm đặc trưng, năm thiết yếu này. Nhất, living things need food, đúng không? Thức ăn phải ăn chứ, phải ăn để sống được. Thì ăn là cái gì? Có chất phát triển, đúng không? Để sinh hoạt, để vận động. Đấy. Living things need water. Đấy. Nước. Đấy mà không thể thiếu được tất cả mọi sinh vật nhé. Tiếp, living things need shelter, phải có nhà để ở, không có nhà thì chắc không sống được đâu, vì bên ngoài thế giới tự nhiên nó rất khắc nghiệt, lúc mưa lúc nắng, lúc giông tố, lúc thời tiết lạnh thời tiết nóng, chưa không có nhà thì sẽ chết đấy, không sống, khó sống đấy, bên ngoài tự nhiên khắc nghiệt lắm. Tiếp, living things need gases, cần trao đổi khí, đúng không? Living things need space, đúng không? Cần phải có không gian để mà sống. Chứ cá heo, cá voi thì mà thả trong cái bể cá hay là bể bơi thì cho nó cũng chết thôi, vì nó không thể vận động được. Còn chim trong lồng chắc chắn sẽ chết, để lâu nó sẽ chết. Đấy nhá, năm cái: food, water, shelter, gases và space nhá. Now, what is this that living things need? Nói gì? Đây là cái gì mà sinh vật sống cần? Đấy, con này nó đang cầm con này, đúng không? Đây chính là food, đúng nhỉ? Đây là food. Trả lời luôn. Tiếp theo là what is this that living things need? Đây là gì? Đây là rồi, đúng không? What is water? Tiếp theo đây, gì đây? Đấy, mình chỉ xét cùng chạy vào ngay một nên nó sẽ đánh chết luôn. Đó. Đó là gì đây? Shell gì? Shelter nhé. Tiếp theo đó là gì đây? Breathe, nhìn từ air lại từ breathe. Cần gì đây? Assist, đúng không? Thế đây. Đấy, chim tự do này, bay đi, không bay dài bay vào đây, bay ra đúng không? Mình cần cả heo đấy, cần cả voi này, trong kính này thì chắc cũng chết thôi. Tiếp đến là gì đây? Đó là space đúng không? Đấy, space là không gian, không gian khoảng trống chứ không phải là vũ trụ nữa nhé. Rồi tiếp theo, à cái bài này choose the correct words, nó là gì nhỉ? Điền cái từ này vào thôi, đơn giản thì chúng ta làm nhanh nhé. Đây, cái này là gì nhỉ? Food, đúng không? Đấy, food. Còn là gì, mọi người có biết nhìn thấy cái này là gì không? Chứ là không khí đó, không khí khá là khó để diễn đạt.
dễ dãi thế này chứ là không khí. Tiếp theo là cái gì đây? Water đúng không? Rồi. Tiếp đến là gì? Tiếp đến là shelter đúng không? Đấy, chỗ ở. Và tiếp theo là gì đây? Space đúng không? Vừa học vừa nói chuyện với thầy thôi nhá, phải nhớ. Và sau đó thì phải làm trong bài tập trong phiếu nhá, đầy đủ, sẽ chứa quanh quanh những cái mà thầy giảng này thôi chứ không có kiến thức ở ngoài, được chưa nào? Rồi, còn cái phần đau đầu nhất bài học ngày hôm nay đó là gì nhỉ? Năm cái giới, tức là năm cái giới sinh vật, toàn bộ các sinh vật sống trên thế giới thì được phân thành năm cái nhóm lớn, mà trong cái nhóm đấy nó có một cái đặc trưng riêng biệt nhé, thì chúng ta gọi là năm cái nhóm lớn, gọi là năm giới, kingdom tên là giới nhé, không dịch là vương quốc, chúng ta gọi là giới, được chưa? Để nhìn nhanh nhỉ. Planta này, con gai này, animal này, protist này, gonero này, chờ, chúng ta sau, rồi giờ từ vựng, thứ nhất là kingdom, này. Giới sinh vật, đó, kingdom, animal, giới động vật, kingdom, plant, giới thực vật, kingdom fungi, giới nấm, kingdom mineral, giới khởi sinh, kingdom protist, giới nguyên sinh nhé. Cái giới nguyên sinh và cái giới khởi sinh này, chúng ta cứ tạm không để ý đến nó nhé. Ba cái giới đầu rồi. Còn lát thầy sẽ nói thêm về cái khởi sinh là gì, nguyên sinh là gì, thầy sẽ lấy ví dụ, được chưa nhá? Khởi sinh và nguyên sinh, nhớ cái sinh sinh này, monero và protist, và chúng ta sẽ tập trung vào ba cái này thôi nhá. Cái này thì khó làm việc lắm, cái này mình quan sát được, còn những cái này phải dùng kính hiển vi rồi mọi thứ khó quan sát mà nó hình thù khó nhớ lắm, chưa? Đấy, all living things này, năm thế giới này, animals này, plants này, fungi này, monero này, protist này. Đấy. Chúng ta cứ để ý như này, nhớ là cái khởi sinh này, monero này, nó gồm vi khuẩn nhé, vi khuẩn, đấy, vi khuẩn gây bệnh ấy. Được chưa? Thì nó nằm trong cái giới này, sinh vật nhỏ nhỏ đấy. Được chưa? Cái protist này nó chứa những cái sinh vật gần như là một số loại tảo, được chưa nhé, hay là một số động vật nguyên sinh, những trùng đế dày, hay là cái trùng biến hình ấy. Lớp lớn chúng ta sẽ học đại loại như thế. Tức là một số cái loại gây, cũng là gây bệnh, một số cái loại một số loại protist này cũng là gây bệnh cho con người, monera cũng gây bệnh cho con người, đại loại thế. Tức là nhớ là ba cái này có lợi cho con người, hai cái này cũng có cái đa số là có hại cho con người nhé, vẫn có những cái mà có lợi cho con người. Rồi, thứ nhất là kingdom animal, giới động vật đó, thì phải nói luôn đây, mình chưa cần phải nhớ những cái này đâu nhé, đừng nhìn cái này không nên hoảng, được chưa? Không nên hoảng, bởi vì thầy cũng chỉ để cho nó mang tính chất đầy đủ thôi, để nói qua thôi, cần phải nhớ cái gì đâu. Thì
Kingdom Animal này nó chia thành hai nhóm lớn nữa. Trong cái nhóm lớn này chia thành nhóm nhỏ nhé. Động vật có xương sống, backbone là xương sống, chúng ta gọi là vertebrates. Còn động vật không có xương sống, invertebrates. Cái xương sống là cái gì? À, xương sống là cái gì đây? Được chưa? Đấy. Tức là chúng ta giờ vào sau gáy chúng ta dọc theo xương lưng chúng ta có một cái xương xương sống nhé. Đấy. Cái xương sống này nó rất là quan trọng, nó là cái chứa thủy sống, được chưa, mà nó sẽ điều khiển tất cả các hoạt động của chúng ta, đi nhận được tín hiệu từ não bộ, hiểu chưa nào? Đấy. Nhiều người mà ảnh hưởng đến cái ngã thế nào mà ảnh hưởng gãy hay ảnh hưởng đến cái tủy sống bên trong, trong cái xương sống này hoàn toàn có thể bị liệt nhé, liệt tức là nó không điều khiển được nữa. Đấy, tất cả các tay chân não này, não điều khiển chỉ mang tính chất là truyền tín hiệu thôi, ra mệnh lệnh thôi. Còn mọi thứ hoạt động là do tủy sống bên trong đây nó chỉ huy nhé. Đấy. Thì vertebrates và invertebrates, được chưa? Ta được tạm quên nhé. Những con này là không có xương đấy đâu, không có xương sống nó đâu nhé. Không có xương sống. Mà những con này lại có, đấy, ăn cá ăn xong là có một cái xương dài nó nằm trên đĩa đúng không? Được chưa? Voi thì cũng chưa, cũng có xương, mặc dù chưa ăn không ăn thịt voi nhưng mà bên trong có xương. Chim cũng thế nhé, rắn cũng thế, ích là thế, chưa? Đấy. Còn những con này không có xương sống đấy nhé, những con này, đây, những con cái ốc sên này, chưa? Kiến các thứ đây, bọ cạp, nhện, nhé. Thôi, cái này mình chưa cần nói, chỉ cần nhớ cho thầy là gì? Có xương sống gọi là vertebrates và không có xương sống gọi là invertebrates, thế thôi. Hai cái nhóm trong cái kingdom animal này, được chưa? Rồi bây giờ kingdom plant, tương tự bên kia thì cây nó lại không mang cái xương sống nó để đối chiếu xem anh này có hay không hay anh kia có hay không. Và có một cái đặc trưng nữa mà nó là cái mà để phân nhóm hai cái nhóm lớn của cái cây cây về thực vật lại, được chưa? Đó là nó có mạch hay không. Mạch là gì? Vascular tức là mạch nhé. Vascular plants tức là cây có mạch. Còn non-vascular plants là cây không có mạch. Thế mạch là cái gì? Thì mình hình dung là mạch là cái giống như mạch máu của chúng ta ấy. Được chưa? Đấy, mạch máu là truyền máu đi nuôi cơ thể. Tương tự như thế, cây nó cũng thế. Nếu bên trong nó có cái mạch, đúng không? Có những hệ thống mạch chẳng chịt đấy để nó sẽ nuôi cơ thể nhé. Thì đầu đa số những cây như thế thì nó sẽ rất là cao lớn, được chưa? Rất là cao lớn bởi vì nó phát triển được rất là mạnh, thì nó chỉ cần lấy dinh dưỡng từ đất lên, đúng không? Quang hợp nữa là nó có thể phát triển được tất cả cành cơ tán của nó, được chưa? Vậy đặc trưng của cái cây có mạch này, thường thường là cao lớn nhé, cao to lớn. Còn cây không có mạch tức là bên trong cây nó sẽ không có cái hệ thống để truyền các chất dinh dưỡng, đúng không? Nên là những cái cây này thường thường rất là nhỏ bé, rất là thấp và thường thường nó sẽ hút trực tiếp chất dinh dưỡng, được chưa? Trực tiếp luôn, sử dụng trực tiếp luôn. Bám vào cây khác, một số cây nó sẽ bám vào cây khác lấy những chất dinh dưỡng từ cây khác nhé, trực tiếp luôn, chưa không truyền không vận chuyển gì cả. Đấy, vậy cây có mạch và cây không có mạch. Mạch cứ nhớ là mạch máu, giống mạch máu, chưa? Đây nhìn này, nhìn đấy đấy chưa, cái mạch xanh mạch hồng này đấy,
lấy water nutrients này hút lên này, đúng không? Còn đấy, một cái mạch xanh này được gọi là xylem, mạch hồng nó gọi là phloem, sau này chúng ta sẽ học nhé. Thầy chưa sửa gì, không cần gì phép khác nữa đâu, không liên quan. Chắc. Rồi, giờ sang kingdom fungi, nấm. Khi mà chúng ta nói đến nấm thì chúng ta sẽ người thì sẽ hiểu là nấm nấm để ăn, nấm trên trong nồi lẩu đúng không? Đấy. Thứ đúng không? Người thì nghĩ nấm mốc, không biết thế nào là cái nấm. Thì cả hai cái đều là nấm nhé. Nấm là nói chung gồm các cái nấm mà mình ăn ăn thường xuyên ấy, cái nấm mốc. Chà. Nhiều người lầm tưởng cái nấm mà mình ăn ở bên ngoài đấy là thực vật, nhưng mà phải muốn đính chính lại nhé, nấm ở đây không phải là thực vật, vì nó là cái ngành riêng rồi, nó là cái giới riêng rồi nhé, nó không thuộc cái thực vật, thì chứ không phải là rau đâu nhé. Nhớ lời thầy, nấm là nấm, cái đó nó đơn giản là nấm chứ không phải là thực vật đấy, được chưa? Không đi sâu vào cái nấm này rồi cũng không được phân loại rất là nhiều. Monera này, khởi sinh này, được chưa? Đấy, khởi sinh là của vi khuẩn đấy, nhìn vi khuẩn được chưa? Những con vi khuẩn, những hình thù con vi khuẩn, được chưa? Hình tròn, hình con nhộng, hình dẹt, hình xoắn này rất là nhiều. Đấy, vi khuẩn đấy. Thì như trước bữa ăn phải tay để tránh vi khuẩn đúng không? Là bị đất bị cát trong vi khuẩn đầy tay phải rửa nhé. Đến vi khuẩn ngoài cái vi khuẩn đấy, bacteria đấy nhé, nó còn một số cái loại là vi sinh vật cổ nhé. Vi sinh vật cổ là một số loại vi sinh vật sống ở những điều kiện rất là khắc nghiệt, gần núi lửa các thứ đấy, độ có thể lên 100 độ C nó vẫn sống. Nên là những cái vùng nước mà nó có độ mặn rất là cao, đúng chưa? Vi sinh vật cổ đấy nó sẽ sống ở trong những điều kiện khắc nghiệt, tức là mà khắc nghiệt thì nó sống. Đấy. Vậy là Monero tên là cả bacteria nhé. Còn vi sinh vật cổ nó gọi là archaea nhé. Thôi mình sẽ nói sau. Tiếp đến protist, nguyên vì nhờ kingdom protist, giới nguyên sinh, thế nào nhé. Đấy. Nguyên sinh gồm những cái gì? Protozoa này, một số cái là trùng, chúng giống cái đế dày không? Đấy, trùng đế dày đấy nhé. Một số bây giờ động vật nguyên sinh, được chưa? Còn algae ở đây tức là tảo, đấy tảo. Một số cái vùng biển đấy nó màu xanh hoặc màu đỏ đấy là do cái tảo của nó nhé. Ở dưới là những cái tảo rất là nhỏ tạo như màu của cái vùng biển, được chưa? Những cái đỏ như máu, một số cái vùng biển đỏ như máu đấy, vì không phải là pha máu gì đâu, là do ở dưới nó có rất là nhiều tảo đỏ nhé, tạo nên cái màu hoặc là mold đúng không, cái nấm nhé. Đấy, một số cái loài trùng thế nào, động vật nguyên sinh. Nhớ là ở giới nguyên sinh thì động vật nguyên sinh này, trùng đế dày, trùng biến hình nhé. Còn algae là tảo, mold là nấm nhé.
bảng RG này, phóng to lên nhé, màu xanh đây. Một số cái bệnh này đúng không, một số xuất huyết đây này. Malaria là cái tiêu chảy nhé. Không phải sốt rét à, sốt rét nhé, malaria sốt rét là cái bệnh ngủ châu Phi. Thôi, con này mà nó chuyển con vị con này sang ấy thì chúng ta ngủ ngủ cho đến chết luôn. Được chưa, ngủ cho đến ngủ chết luôn đấy. Ở đây cũng diarrhea tiêu chảy nôn mửa chảy máu này do một cái loại protozoa gây ra nhé. Đấy, còn những cái này thì hiểu nôm na là những cái mà thứ gây bệnh, được chưa? Đấy, choose the correct words này, đơn giản rồi đúng không? Đây là gì? Kingdom gì? Plan đúng không? Đây là gì đây? Kingdom animal đúng không? Đây là kingdom gì? Con gái. Đấy. Đơn giản, nhanh, gọn. Giờ classify the animals, chỉ ra xem nó là vertebrate hay invertebrate nhé, thì cùng làm với thầy. Được chưa? Thì frog này là gì nhỉ? Là vertebrate, invertebrate, vertebrate nhé. Là vertebrate thì đánh dấu gì được nhỉ? Dấu sao nhé. Dấu sao. Có nhìn được không? Rồi. Tiger thì cũng vertebrate luôn nhé, cũng phải sinh sống luôn. Còn cái body covering thì gì? Fur à? Hả? Snail là gì? Invertebrate đúng không? Còn cái ngoài là cái gì? Shell à? Cái vỏ đấy nhé. Ant là gì? Ant thì có sinh sống không? Không đúng không? Thuộc loại không có sinh sống đấy. Bên ngoài của nó là gì? Bên ngoài của nó cái lớp bộ xương ngoài nhé, con này có gọi là bộ xương ngoài. Thầy viết trước đây, sau này chúng ta sẽ học là exoskeleton. Được chưa? Birds thì sao? Là vertebrate rõ ràng rồi đúng không? Đây, birds. Vertebrates. Bên ngoài là gì nhỉ? Feather đúng không? Fish thì là gì? Vertebrates đúng không? Vertebrates. Bên ngoài là gì nhỉ? Vảy con cá là gì có biết không? Con cá là scales nhé. Đấy. Chúng ta sẽ có được cái đáp án như thế chưa? Chúng ta sẽ học đi học lại nhé, học thuộc thứ mà thầy vừa mới dạy, được chưa? Rồi, rồi còn cái phần crosswords này thì chắc là không đủ thời gian để chúng ta làm vì cũng khá muộn rồi, chắc là thầy lại cứ để cho chúng ta
làm trong phiếu vậy nhé. Thầy định nói nhanh thì thầy vì đi giải quyết cái này chậm 30 phút nữa thì lại hơi lâu một chút nhé. Thì đấy, trong bài hôm nay chúng ta sẽ nhớ lại tất cả những gì thầy dạy đơn giản được chưa? Đấy, tất cả những cái mà chúng ta sẽ có thể xem đi xem lại nhé, có thể ghi chép cần thiết. Nhớ là những kiến thức khoa học để chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng thì mình sẽ hiệu quả hơn khi chúng ta ép mình học thuộc nó hay là ép mình nhớ nó thì lại không hay. Khi chúng ta thấy nó cái cách học chúng ta cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng thì nó sẽ tạo ra cái hứng thú như là cái nhớ. Nói chung là khoa học là chủ động tìm hiểu thế giới đấy, nếu có tinh thần đó thì chúng ta học khoa học rất là tốt, được chưa? Thôi trong cái đợt dịch này chúng ta ở nhà chịu khó học các bài giảng online của các thầy cô nhé, và những cái video của thầy này thầy sẽ chuẩn bị, thầy đã chuẩn bị thêm một số cái nội dung thầy sẽ đưa ra cho mọi người nhé. Chúng ta sẽ ở nhà học hành, nhớ tập thể dục, nâng cao sức khỏe, ăn uống điều độ, không được nghịch linh tinh trong nhà nhé, nghịch điện thì được chưa, trò này trò kia chúng ta hạn chế, chỉ học thôi, ăn xong tập thể dục xong thì ngồi vào bàn ngay ngắn học nhé. Thôi nên học thế thôi nhé. Chào mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại nhé.